Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Vừa rồi là những giai điệu rất là ấm áp. Còn Hương nghĩ là âm nhạc thì không có khoảng cách không ạ quý vị. Hương mong là sau một ngày làm việc mệt nhọc, quý vị tới đây thì hãy hết lòng sôi động cùng với Hồ Quỳnh Hương với những giây phút tiếp sau đây. Bởi vì ngay bây giờ đây sẽ là một màn trình diễn rất rất sôi động. Bây giờ sẽ là phần trình diễn đặc biệt của DJ Hoàng Anh và Villain Hy Đạt. Quý vị sẵn sàng chưa? Vui lên nào! Hoàng Anh DJ, come on! Vui lên! Người mênh mông hoang vắng, biết anh hờ hững thôi, còn có anh. Wow, nếu em là chú đàn tình của anh vừa xa, biết đâu người sẽ không thể cứ vỡ tình quên. Sao buồn như xa vắng, sao buồn như xa vắng. Có những khi em đang bên người, mà sao đầy vơi thương nhớ, mà sao đầy vơi thương nhớ. Đôi khi ta thấy quá xa rời, không cùng nhau chung lối, không cùng nhau chung lối. Và sao em vẫn yêu anh, chào anh tình yêu con gái.